Đây này, cái đầu của nó này rõ ràng còn chắn đá luôn này. Đấy, chú lên đây, anh cho chú lên đây chơi cơ mà. Chú lên đây đây, còn chắn đá đây. Thôi các em ơi, nó bé quá, để cho nó làm thần, làm thánh đây, mình đừng bắt nó, đừng bắt nó. Bắt nó làm gì đây? Đây, em cứ đặt đây ra đây, giá hẳn đây này. Con chắn đá vào đây. Em thấy cái đầu, lên đây xem được nhưng mà không bắt nó nữa. Khổ thân đây. Em là em bắt. Ôi nó chui xuống đây mẹ ơi. Không, chui là chui đéo đâu. Tao còn lên đây trước, tao không sợ. Lên này mà nó bò lên kiểu gì anh? Là cái này ấy là không phải nó bò đâu mà nó trườn lên thôi. Cái cơ thể nó nhìn nó sáng đấy em. Không bắt nữa, bé con này không nên tiền đâu, anh nói thật không bắt nữa để thả nó sống đâu. To nhở? Cái gì phải chăn đá? Cái gì phải to? Bình thường. Bình thường thôi, đó khoảng 500 lạng thôi. Con chăn đá bé thôi. Đây cái đầu thôi, cái mỏ. Thôi thả nó đi đi. Rồi thả nó, thả này, anh tắm đi. Mọi người tắm đi, không nhìn thấy nó nữa nhá. Mà mấy mắt thằng này tinh thế, thấy con chăn đây mà nó cũng nhìn thấy này. Em thấy con cái vừa nãy thôi, nó dài. Thôi không bắt nó được ở đây, kiểu có người chết rồi thì thôi, đúng rồi. Thôi, ba nó không mình có cơ hội mình mới được nhìn nó thôi, cứ còn nhất trí là không bắt ra, bây giờ đi tắm nhá, không nhìn thấy nữa rồi quay lấy cảnh cuối cùng để cho chia sẻ anh em là có chăn đá, một loài chăn rất là quý đấy. Vậy mày bố anh là gì thì về em chia sẻ luôn. À, đoàn được TV mọi người cứ ấy đi, anh lên anh cái này anh đưa lên mà, nhưng mà mình không bắt chắc chắn, em muốn muốn xem không? Đây cho thằng áo đỏ về xem một lần này. Đoàn được TV à? Vâng. Mày nhìn thấy cái con này không, nó thò ở đâu nhỉ? Cho mày nhìn cái đầu này. Đấy cái đầu của nó thôi, đầu ngủ thiêng đấy, thiêng mới hôm nay mới anh về đấy đang muốn quảng cáo hình ảnh bóng Hoàng Phúc Sơn mình, anh mới lên thôi chứ còn có anh lên mà lúc nãy công nhận anh soi không nhìn thấy được, không ngờ là nó ở đây. Con chăn đá loại này nó đây đuôi đỏ luôn đấy kìa, cái đuôi đúng nhìn thấy cái tí đuôi mà cái máy camera của mình nó không lấy nét được, mờ không phải mờ đâu mà kia thì cái này cái đầu cái mắt đây rồi. Thôi bây giờ nó biết phát hiện người rồi, nó để nó im. Bây giờ mình không động vào nó nữa đây. Em xem thôi, anh cho xem nữa này, xong rồi đi xuống đây á. Ở đây có người chết rồi, người tai nạn chết rồi nên mình không ai nữa. Không bắt nó nữa, bắt làm gì bé nữa mà đây này. Mày không bắt đâu. Không bắt nữa. Được chưa? Thấy hay không? Thấy rồi. Thấy rồi thôi nhá, không bắt nữa nhá. Thôi chào mày, hôm nay số mày gặp tao mày, bình thường là tao bắt liền rồi, nhưng hôm nay là tao không bắt. Đấy nhảy đi, anh đứng đây anh quay tí là rồi anh xuống luôn đây. Đấy, khu cảnh đẹp thế, mỏ hoa Phúc Sơn nhá. Mỏ hoa Phúc Sơn nhá, anh em đến tắm thì tại địa chỉ thôn Bóng Hoàng, xã Phúc Sơn. Thôi chào con rắn ở đây. Số mày rất là may, còn bé rồi, to thì chắc là chúng mày thịt luôn rồi. Anh đang quay vào đây, vẫn đang quay đấy. Cái gì không ria là ria con phải, nhưng mà thực hình là cũng hồ đấy, không phải mấy đâu, cũng được đấy. Để qua vào quay vào điện thoại nhìn nó thế rồi, không mang ăn nữa để nó sống, loài chăn này quý mà, để nó sống ở đây nó ấy được chứ. Thật bọn mày mắt cũng tinh nhìn đấy mà bọn mày biết được. Thế đã thấy nó rồi. Cái loại này nó không cắn người đâu, nó chỉ có ăn đấy thôi mà, chăn đá nó ăn những con nhái, con nhện, con ở hốc đá thôi chứ không phải nó cắn mình làm gì. Cắn mình của mình cũng không chết, chẳng qua không bắt nó đâu nhá. À, lấy cái que về khều cho nó đi để không tí tao về bọn mày ở đây chúng mày bắt nó là sao? Bây giờ mày thề ra không được bắt nhá. Không bắt nó nữa để cho nó sống mà. Sao chỗ này lại vân vân như này, cái này này cái chỗ này giấm nhiều hả nó? Giấm nhiều sao nó thành vân vân này? Hay nhỉ, con chăn nó cũng bé. Thế phải là hô bây giờ ấy. Ô này người Dao à? Thế người Dao tao không biết nói mấy đâu, tao người Tây mà. Đây, quý vị các bạn nhá, mỏ ngoạn Phúc Sơn này đẹp này. Sao cái chỗ này giấm bòn nhiều hay sao mà nó cứ như kiểu mỏ con gì giấm này. Đất không đẹp. Gái ơi mày nhảy xuống nước anh, để anh quay cái. Đâu nào, để mày nhảy cho tao một cái đi. Tao đứng đây tao quay xong tao đi về á. Không là tao về đây tao làm lại, phải mang cái đèn soi đi, cơ bây giờ không soi cũng nhìn thấy gì luôn.
Vậy nè, đấy. Úi rồi. Kinh nhờ. Đấy. Mày có nhảy không? Nhìn mặt khá nhảy đi. Có nhảy à? Con xanh có dáng nhảy nhá. Hôm nay thật sự là đến cái khu này mình rất là may mắn đấy, được gặp một chú chăn đá, nhưng mà nó chỉ khoảng 5-6 lạng rồi nên là anh em quyết định là tha cho nó. Mọi người là nhớ là không được bắt đâu nhá, để bảo tồn loài chăn đá ở tại hang này ít lắm mới có đấy. Đây này, hang rất đẹp này các bác này. Đây với một hệ thống đá vôi cực kỳ đẹp này. Mùa này nó không có nước nên là ít đấy. Đây bên dưới này cũng thế. Đây, rất đẹp luôn. Đấy, sau khi các bạn xem clip rồi các bạn có thể đến tại hang Bó Ngoạng nhé. Thôn Bó Ngoạng, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, để mà người vào đây thì mát cực kỳ luôn. Đây này, đẹp lắm các bác. Một hệ thống đá vôi cực kỳ là đẹp luôn. Đây, mặt nước xanh gì luôn. Đây, hệ thống đá vôi tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Đấy, thấy không? Mai là các bạn trẻ và chuyên truyền nhau nhá, khi đi tắm là mình không được để rác như này thôi. Hôm nay là hơi nhiều quá. Rất là đẹp nha các bác, hang màu ạ. Cái phía bên trong này là cái hang nước nó ra này. Còn đây là cái tràn do con người mình đắp để phục vụ thủy lợi. Cái mùa nước nhiều nha các bác, nó tràn qua đây luôn đấy. Tràn đấy rất đẹp. Đấy, và mình sẽ quay khung cảnh rất là đông người. À, những cái ngày hè nắng nóng này khách đến từ mọi nơi luôn. Về trở về đây tham quan luôn. Đây này, với một hệ thống đá vôi ai còn khắc tên các chữ ở đây nữa. Đấy, đây là một hành động không tốt nhá. Đấy, các bác nhìn này, cảnh đẹp. Quá đẹp luôn. Rất đẹp. Huy ơi, mày không được xem con chăn đâu phải không? Không được xem thôi, con Tuấn đấy không xem đâu, nhảy nhảy đi xong đi về đi. Thôi dịp sau về làm video sau, bây giờ hôm nay chắc không làm mất. Nào nhảy đi để tao từ từ đã, tao quay ra đây đây, từ từ đã, tao ra đấy một tí đó, bây giờ đây đâu. Ở đây có nhìn thấy gì đâu, cào thấy chết luôn đấy. Trời ơi. Đâu chờ đây. Thôi tao đứng bên này, tao không ra bên đấy quá đây này. Từ từ. Không ngã đâu. Ngã thì còn đi dép đây. Thôi thôi nhảy thử đi thì còn quay nào. Rồi bướm bầu tung té thì nhảy đi. Huy ơi nhảy đi. Không, tí video dài quá không ai xem đâu, làm nhanh nhảy đi. Rồi bướm lượn tung tóe kìa, trời ơi. Nhảy thẳng cái người xuống như sao lại ấy này, cao mà. Hùng đó. Cái gì? Đấy mà hùng béo nó quan nó hùng mà. Này, sao cái cây này mà cái rễ nó lại chui vào tận đây được kìa. Này, cái rễ của cái cây kia nó chui vào tận đây này, ghê chưa? Ghê nhỉ, sao nó trong ở đây rễ nhiều lắm này. Rễ cây gì nhiều này? Đấy, một cái rễ cây đây này. Đấy. Mày nhảy xuống đây méo đầu luôn ra. Đâu nhảy đi ra nào đâu, méo hết đầu rồi thằng kia. Ôi giời ơi. Đâu thằng áo đỏ xuống nốt đi đây. Ôi giời. Đâu bây giờ tao xuống sao đấy? Lại quay lại à? Rồi ơi nhìn này, bây giờ tôi phải quay lại rồi các bạn này. Chết rồi. Cái gì, nhảy từ đây xuống đây á? Không được đâu. Sao làm kiểu gì đây? Thôi quay thế thôi, quay nhiều quá luôn luôn. Chết mất. Ôi. No!
Hôm nay mà may mắn lắm đấy, đi đi Mỏ Quạng mới thấy con chăn đá lần đầu tiên đấy. Nó đi rồi. Đi rồi. Có mà anh còn quay trong điện thoại đấy. Bé rồi, to thì chắc là bọn nó bắt rồi. Đấy quá. Thôi đi về được rồi, may quá hôm nay đi làm tí cảnh là cặp ngay con chăn đá. Nó ở trên cái hốc đá kìa nhưng mà nó đi rồi. Trên hốc đá bên kia chứ. Không nên bắt đầu thật mà ở đây nó cũng nhiều ấy. Ôi. Thiêng mà, thiêng mà. Chắc là mình lại phải trở lại đây làm vài lần làm clip nữa mới được. Đẹp mà. Làm để đưa lên YouTube mình mới làm rồi mà. Mà nhiều rác quá nhiều, đến đây chơi nhưng mà một trận lũ là đi hết. Đúng rồi là đi hết luôn. À rồi. Ôi giời. Thảo nào là đông người đến chơi như thế. Đó chụp ảnh đi cho người yêu đi, sao mà đeo khẩu trang đấy. Chụp ảnh đấy. Đẹp má nhỉ, ảnh đẹp. Kìa đội kia còn đang nướng cái gì kìa. Dũng ơi, Dũng về rồi Dũng ơi. Thằng ấy đâu, thằng Huy L ok kia đâu rồi. Kìa Huy L ok kìa. Sao không bơi được, nhưng mà ai quan trọng là ai về nhất mới quan trọng. Đấy, ai sờ vào cái dây kia, tính cái sợi dây kia thôi. Tính sợi dây, ai sờ vào sợi dây kia là người ấy trước. Rồi, 20k rồi mà đặt tốt, đặt tốt. Đeo vào đến 1 phút luôn. Ừ. Không đến đâu, không đến đâu. Không đến, không đến đâu. Mẹ mới rồi. Đấy, đặt giờ đi, bấm giờ lên bao nhiêu, tính bao nhiêu. Không, 2, 1, 2, 3, 5. Và tranh lấy thưởng. Bơi tranh lấy thưởng nó khác, bơi bình thường nó khác nhé. Bơi tranh lấy thưởng nó ác hơn đấy. Lấy đà nhá. Mà lấy đà cũng vẫn được. Lấy đà bơi làm gì? Đây thôi, đây chỗ này là phải cắm, cắm xuống. Ừ. Cắm xuống. Không sao biết bơi, không biết bơi, nói gì ở gần đây không biết bơi. Sâu đâu mà sâu. Kia đây thằng kia ôn con kia nó lội kia đấy. Ơ, thằng kia nó lội nó đi còn đi nhong nhong có bơi đâu. Giải thưởng 20.000 kìa, chưa từng thấy kìa, giải thưởng 20.000 to nhất rồi đấy. Bơi, 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 bơi. Chạy đi, bay đi. Đấy, thằng đu dây ấy. Một phút, à thôi, một phút thừa chứ. Làm gì đến một phút được. Dũng bơi đi Dũng. Không tính mày, mày bơi được không tính mày. Mày bơi được tính mày gì? Huy cua cho hỡi nào Huy cua. Đấy đâu về? Cho thằng béo này bơi đi, mày bơi được không? Ơ mày cũng có bơi được luôn á? Kém gì? Kìa yeah, bơi đây tính giờ luôn, bấm giờ. Đã bấm giờ đâu. Kệ đó cho nó bơi. Kệ đó cho nó bơi nào, một phút thôi mà. Ôi trời. Và khi nào bắt đầu mình phải bấm giờ cho nó chạy chạy dây luôn chứ. Đang quay kìa, đang quay kìa.
Thôi bơi đi, cố gắng bơi lên 20k đi, làm hai lon nước, ba người sao hai lon nước sao đủ? Đủ 30 mới đủ. 30. Đúng đấy. Không đến 1 phút đâu. Không đến 1 phút đâu, bơi đi, không đến 1 phút bao giờ đâu. Và nhìn cái dây nó chạy ở trên này là biết rồi. Ôi rồi. Rồi. Ơ nó lặn lâu nhỉ, giờ bãi thai đang chứ lặn lâu đấy. Sao lại đè lên nhau vậy? Có 10 giây rồi đây này. Đâu hết rồi, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, có 20 giây đâu ông ơi. 20 giây thôi, ăn tiền rồi. Ăn tiền rồi. Sao đâu, chỉ lướt qua thôi mà. Này may mắn lắm ấy, đi thấy con rắn lúc nãy. Biết đấy, tao chỉ cho bọn mày lên xem con chăn được giá. Nó đi rồi, không khoảng 6-7 lạng ấy, cũng không bé đâu, 5 lạng, 6 lạng là có thừa. Đi rồi, đi rồi. Thôi để cho nó làm thần đấy, đừng có bắt nó làm gì cả. Chẳng có bọn con gái được xem, chứ xem. Đâu lấy tiền rồi, đâu có 30k cơ mà sao có 20k. Thôi 20k được rồi. Huy Cú ơi, về thôi, Dũng ơi, về thôi, Dũng. Về chưa? Đây, chìa khóa xe này. Em đi lên lớp, học rồi đấy. Sao lên lớp học? Thằng gì đâu? Chìa khóa xe. Thôi về đây, chào mỏ ngoan, hôm nào quay lại làm video cái muôn. Bao giờ nước to thì lên, nhóc nhá. Bao nước to lên nhảy nhá. Đoàn lực TV, đoàn lực TV, cứ xe lên xe là có. Thôi đi về đó anh ơi. Tắm thế rồi trời lạnh, tao không tắm còn thấy lạnh như này. Còn mày mỗi đằng cứ, bây giờ chắc mày chim ra còn không thấy đâu ấy. Lạnh thật, ở đây mát, quá là mát luôn đấy. Đúng rồi, đến một cái lúc nhiều nước cơ, nó phải ngập cả cái chỗ này lên cơ, mới đẹp. Này, đẹp này mà. Mỏ ngoạng Phúc Sơn nhá anh em nhá. Địa chỉ thôn Bó Ngoạng, xã Phúc Sơn. Ai đến chơi thì đến à. Thôi kết thúc video tại đây rồi.